Sáng nay, đồng chí Nguyễn Văn Phóng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đi kiểm tra tiến độ thi công, công tác giải phóng mặt bằng dự án cải tạo, nâng cấp đường DH17 kéo dài đến đường DT379 và chỉnh trang hệ thống hạ tầng kỹ thuật khu tưởng niệm đồng chí Tô Hiệu và đồng chí Lê Văn Lương, nâng cấp đường đê tả sông Luộc kéo dài và thi công cầu Ba Đồng. Dự án cải tạo nâng cấp đường DH17 kéo dài đến đường DT379 dài 5,2 km và tuyến trục trung tâm xã Nghĩa Trụ và đường vào trường tiểu học Tô Hiệu huyện Văn Giang dài 1,9 km với tổng kinh phí trên 160 tỷ đồng. Nhà thầu đã thi công được hơn 50% khối lượng. Nguồn vốn giải ngân cho gói thầu xây lắp được 130 tỷ đồng. Công tác giải phóng mặt bằng cho dự án này cơ bản thuận lợi, chỉ còn một số diện tích đất nông nghiệp và 250 m² đất thổ cư ở xã Long Hưng và đường dây điện hạ thế. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đánh giá cao các ngành địa phương và đơn vị thi công đã phối hợp làm tốt công tác giải phóng mặt bằng để đẩy nhanh tiến độ. Đồng thời yêu cầu huyện Văn Giang chủ động giải tỏa đường điện nằm trong dự án cải tạo, nâng cấp đường DH17 kéo dài đến DT379 để bàn giao cho đơn vị thi công. Sớm có kế hoạch xây dựng khu tái định cư cho các hộ dân để chuẩn bị làm đường vành đai 3 năm qua địa bàn huyện. Đối với dự án nâng cấp đê tả sông Luộc kéo dài, đến nay đơn vị thi công đã thực hiện được 67% trên tổng nguồn vốn của dự án là 437 tỷ đồng. Nhìn chung tiến độ đảm bảo yêu cầu, trừ một số đoạn điều chỉnh và vướng mắc do giải phóng mặt bằng ở hành lang đê tại huyện Phù Cừ. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Văn Phóng yêu cầu địa phương cần sớm có giải pháp tháo gỡ trong giải phóng mặt bằng. Dự án cầu Ba Đông tại xã Phan Xào Nam, huyện Phù Cừ có chiều dài 48m, rộng 7m với tổng kinh phí 21 tỷ đồng. Đến nay đã xây lắp được trên 80% khối lượng. Tuy nhiên, còn hai hộ dân ở hai bên đầu cầu chưa được giải tỏa. Hiện nay nhà thầu và các phòng ban liên quan của huyện Phù Cừ đang hoàn thiện các thủ tục cuối cùng để hỗ trợ hai hộ dân trên giải phóng mặt bằng phục vụ cho thi công. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh khẳng định đây đều là các công trình chào mừng Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội Đảng bộ tỉnh Hưng Yên lần thứ 19, trong khi thời gian thi công của từng gói thầu cũng chỉ trong năm 2020. Vì vậy, chủ đầu tư, các đơn vị liên quan và nhà thầu cần phối hợp chặt chẽ, khẩn trương tháo gỡ khó khăn trong giải phóng mặt bằng, tập trung máy móc, nhân lực, nguồn lực tài chính để thi công đảm bảo tiến độ và chất lượng, kịp thời báo cáo Ủy ban Nhân dân tỉnh nếu có các khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình thi công để tỉnh chỉ đạo.